Argentina ơi, thật uy tín để bật lên được đôi bài giá rẻ chất lượng thì hãy nhớ qua somoviet.vn của Mobile nha. Chương trình xả kho giá sốc và siêu khuyến mãi đọc thẻ, đặc biệt nhân dịp Halloween thì shop của mình có nhiều sự kiện cực kỳ hot đấy anh em ơi. Lên đạn 1 2 3. Cái gì con khỉ ngáng bạc dã man con ngao anh em ơi. Tí mình nụ được bé bướm ảo Galaxy rồi. Ok, xin chào anh em, hôm nay mùa bà sẽ chơi Kali theo cầu anh em nha. Một phong cách mà mình ít chơi, đó là phong cách đái liên tục vào mặt tướng địch. Phong cách mắc hồi chiều cho Kali. Chứ trước giờ mình chơi toàn đái phát siêu đau mà anh em ơi. Phong cách mà dày xin giáp phép mà chợt bù nổi. Bây giờ chuyển qua phong cách anh em yêu cầu, đó là dày hồi chiều và mặt đại bên ít. Ok, được cái thì đái liên tục. Mà đái liên tục thì cứ dí mặt tướng địch mà đái thôi anh em ơi. Đó, mặt chưa một đây. Đánh thường là double kill. Tiếp theo là Galaxy bà ơi. Mà thôi, quay xe. Ây da, may quá anh em ơi, bạn đấy phóng chiêu rồi mà ăn rau cơ. Chứ mà phong ba vào đầu mình chắc là mình đi rồi. May mắn nha, nhưng mà vẫn phải cẩn thận, đứng giữ vị trí một tí rồi đái từ xa lại đái liên tục luôn. Phong cách này thực sự hơi khai một tí nhưng mà được cái là tứ địch rất là khó chịu. Mình thủ đường, mình ép đường, rồi mình tấn công từ xa, sát thương siêu to liên tục luôn. Mà anh em điều khiển cái chiêu cuối hay thì nói chung thực sự là một con tướng leo rank tốt. Slowbone mà hợp với cái meta mà Slowbone trận đấu nha. Đừng mid gank nhiều vô, gank nhiều vào. Ok bà ơi, anh em yêu cầu cái gì nè, có hết nha. Từ trong game, in game lẫn ngoài game. Anh em muốn lên kênh Mobile Việt, anh em muốn chơi tướng theo phong cách gì, build đồ gì thì nhớ comment, mình sẽ thực hiện hết anh em ơi. Ok, anh em chưa có nick chơi game thì cũng nhớ là shop moviet.vn của mình ý, shop chính chủ duy nhất của Mobile Việt ý, link shop phần comment hoặc là phần mô tả video clip của Mobile nha. Có đầy đủ nick cho anh em, giá thì siêu rẻ luôn anh em ơi. Thực sự là mới đợt cập nhật này là giảm giá siêu sâu ấy, phục vụ anh em chơi nick chơi lên của Mobile. Rồi mua nick chơi game Free Fire tốc chiến PUBG, game gì có cho anh em nha. Anh em thấy sau khi dùng chiêu cuối có mười mấy giây là hồi à? Mà tí nữa ấy, tầm chưa đến 10 giây cơ. Nó kinh khủng lắm anh em ơi. Tí nữa thì bạn sẽ biết cái cảm giác là cái chiêu cuối, là những cái giọt nước nó bắn liên tục vào mặt tướng địch là như thế nào nha. Galaxy đúng không? Áp lực mình đúng không? Rồi mình tốc biến nên mình dí cho. Đấy, nó phải như vậy anh em ơi. Thực ra Kali mà đam to nhất vẫn là dí sát tấm địch chúng ta sấy nhá. Còn nếu mà bắn xa thì chúng ta phải điều khiển mà tấm địch không bị che, thế không bị lính che, quái che là người che thì bắn nó mới đau. Mà không bị che là bị che bởi mấy con tanker ấy, bắn không đau anh em ơi. Vì vậy mưa rầm thấm lâu mà anh em lên cái chuyện hỗn mang sớm ý, tanker còn thốn ấy anh em, chứ đừng nói là đấu sĩ hay là AD là pháp sư nhá. Cứ để cho Kali đá liên tục ác mộng của team bạn luôn. Thực sự thực ra phong cách này mọi người chơi cũng lâu lắm rồi, nhưng mà mình ít thực hiện nên khi anh em yêu cầu là mình cũng cố gắng thực hiện để em thấy được cái sự khó chịu của phong cách Kali đá liên tục nha. Trận đấu thì hiện tại vẫn còn căng, thế ra mình thôi đánh thấp một tí. Con này thì di chuyển cẩn thận một tí anh em ơi, bởi vì không có chạy, không có lướt, không có khống chế, nên là rất dễ bị tóm bởi những con tướng sát thủ như kiểu Jill ý. Anh em chỉ dính một combo Jill chắc anh em không được chơi game luôn á. Batman này, Jill này, Lacrosse này, Zuka này. Nói chung anh em phải giữ vị trí thật xa nha. Đơn giản nhiều khi mình giữ vị trí bằng cái chiêu cuối của tầm cái chiêu cuối của mình ý sẽ siêu an toàn anh em ơi. Còn nếu mà có đồng đội bảo kê hoặc là check sai rồi thì nó sẽ giữ vị trí gần hơn, là nửa chiêu cuối. Đấy, cái tầm chiêu cuối anh em cứ cái dùng cái tầm chiêu cuối anh em thôi, mình em tính nha. Chiêu cuối bán siêu xa, cấu rỉa tít xa luôn. Như phong bao con voi thôi xong diêu rồi. Ok, con biết anh em ơi. Nhanh. Ok, giữ được cái trụ đường giữa rồi.
Chữ kali thì anh em đừng để mất trụ đường giữa dễ dàng nhé, bởi vì mình càng còn trụ giữa nhiều thì mình càng được đá nhiều hơn. Đấy, mình sẽ có góc, mình xả chiêu dễ hơn. Ơi, ui da, trong bộ đó ha, hay nhỉ, hay dã man con nhan luôn ấy. Nhưng mà bố của mình hay hơn, thành ra là kết sạch rồi. À không, còn hai người nữa, nhưng mà team mình đang lợi thế nha, chỉ ăn sisa bóng tối anh em ơi. Đây là thời điểm hoàng kim của đội bố mà, thời điểm giữa game anh em ơi. Hai cái được con bồi xanh luôn, mắc hồi chiêu anh em ơi. Không sao, mình vẫn mắc hồi chiêu sớm rồi, nếu có ăn bùa xanh hay không thì không quan trọng. À mà sắp tới bùa xanh nó quan trọng đấy anh em ơi, bởi vì bùa xanh ý nó giúp mình hồi mana, mà sắp tới những cái trang bị như mà đã berit hay là trụ hôn mang, à không, trụ hôn mang không có, mà đã berit hay là cái sách chơi hồn đấy, không có hồi mana nữa, mình phải chuyển qua cái trụ ma pháp đấy. À, cái trụ ma pháp cũng có cái nội tại của cái quyền trụ rea nha, còn xịn hơn quyền trụ rea anh em ơi. Ở cái quyền trụ rea sắp tới chắc cũng chẳng ai lên nữa rồi. Ui à, đầu thế nhở. Rồi, bạn ấy chắc là chạy góc bên cánh trên rồi. Thôi về thì đã. Hỗ trợ anh nhiều anh em ơi, khả năng sốc đa của mình không có, thành ra là ăn mạng hơi khó một tí. Tuy vậy thì tí nữa khi mà mình có cái vương hệ kết thì nói chung là đội đa của mình nó sẽ kiểu như là sốc đa anh em ơi. Như sốc đa thôi nha, đầu game đánh hơi khó tí thôi, giữa game thì sẽ dễ hơn, cuối game thì sẽ bá đạo với kali phong cách mắc hồi chiêu. Ok, tạm biệt anh em ơi, voi đi trước dẫn đầu đi. Đây này, mình đi ngang qua mình thả chiêu 1 rồi, mình thấy chiêu cuối luôn, bật chiêu 2 dí theo. Dí sát người anh em ơi, quá là thốn luôn nha. Ghi đu hết chiều rồi, galaxy luôn rồi, mình tốc biến lên, mình đánh thường một phát là triple kill anh em ơi, đạt chiêu 1 từ xa. Ở cái thời điểm của con kali mà khi dùng chiêu cuối vẫn dùng chiêu 2 chiêu 1 được ít, nó bá anh em ơi. Nó kiểu vừa đi vừa dùng chiêu được ít, nó mượt, nó bá mà nó rất là mạnh trong cái meta hiện tại nha. Nên anh em mà muốn chơi một vị tướng pháp sư mà cấu rỉa từ xa hiệu quả ấy, hãy cứ chơi kali đi, vừa rẻ vừa khỏe anh em ơi. Cứ bình tĩnh anh em ơi, bây giờ chúng ta chuyển qua đẩy ở giữa đi, đàm rất là to rồi, hồi chiêu đâu đây có 13 giây thôi, rất là nhanh anh em ơi. Voi ơi, đứng cao một tí để cho mình cấu rỉa đi bạn ơi. Đứng góc đấy mình chơi sao? À đây chết rồi, bỏ đi. Ôi à, ghi đồ. Ôi thôi xong rồi. À vẫn chưa chết này anh em ơi. À, may nha. Đội bố, được, mình đánh cái này này. Đó kìa, đòi giết. Cứ tưởng mình dễ chơi, mình xinh gái nhưng mà không có dễ dãi nha. Rất là gọi là nguy hiểm luôn. Thực sự rất nguy hiểm nếu để mình đá anh em ơi, quá nguy hiểm nha, vừa khai vừa thốn. Ok, từ từ thôi, đang thiếu người anh em ơi, đợi team đã, thiếu mình với Vio mà. Lữ bố cẩn thận chết nha. Ấy biết ngay mà thiếu người anh em, cố ăn rồi lại phải để mình ra tay thôi. Đó, chạy đi đâu, ép lên anh em ơi. Mỗi cái một con sisa thì một cái chiêu cuối là dọn được xong luôn, ép lên luôn, đang lợi một người anh em ơi. Hay rồi, quá hay luôn ý. Bây giờ ra thẳng đường giữa này. Ôi hai bạn này ra mình cấu gì cho là phải về luôn anh em ơi. Đây, tổ lái che bởi con sisa, thiếu tí nữa thôi anh em ơi, tiếp tục em biết nha. Ai cứ thò mặt ra mình đái liên tục vào mặt luôn, phong cách rất là khó chịu. Ui đu rồi, ôi theo kìa, ôi galaxy kìa, ôi cầu băng xong, đập luôn.
Rồi, chỉ còn một một bạn Brai thôi. Ở Brai mặc dù rất là khỏe nhưng mà bị đá từ xa thì tướng nào khỏe cũng thế thôi anh em ơi, vì nó xa quá, tầm chiêu nó xa quá, nó lợi quá anh em ơi, nó lại sấy tiếp tục đấy chứ. Ok, em lên win luôn. Rồi rồi, rồi tôi tốc biến nhanh thế nhở. Nhưng mà anh em nhìn bạn Jill kìa, không được chơi game mà, thực sự là không được chơi game với Kali đá liên tục. Ok, Brai chắc là rớt được một mạng đi luôn nha. Và video clip thì mua Việt cũng có lẽ cũng ôi chưa kết thúc được anh em ơi, vẫn còn cơ hội cho team bạn. Nhưng mà hãy xem mình đái này, dí sát người mình đái cho nó thốn thế nào anh em ơi. Đó, quá ghê gớm luôn nha. Bây giờ mình tốc biến mình té. Anh em thấy liều ăn nhiều chưa? Rồi qua đường giữa, qua đường giữa. Hai đứa bố ơi, đặt cái chưa một là lú rồi. Hay. Ok, và đến đây thì chắc là hết rồi. Bạn Brai thì còn bị cấm chat đấy chứ. Xin chào anh em, hẹn bạn trong clip tiếp theo. Bye bye. Hãy subscribe YouTube Liên Quân để được xem những nội dung chính thống.